cách đây một năm thôi, gần 900 triệu người dân Ấn Độ chưa bao giờ sử dụng điện thoại thông minh hay truy cập Internet. Đó cũng chính là lý do mà những ông lớn công nghệ toàn cầu đã vội vã nhảy vào cuộc đua giúp hàng triệu người dân nơi đây chạm tay tới Internet. Google đã lắp đặt dịch vụ Wi-Fi miễn phí tại hơn 400 nhà ga trên khắp Ấn Độ. Không kém cạnh, Facebook cũng nuôi tham vọng thiết lập 20.000 điểm truy cập thông qua sáng kiến Express Wi-Fi của mình. Nhưng có lẽ, động lực lớn nhất cho cú bùng nổ Internet tại đây phải là mạng di động Reliant Joe, trị giá 20 tỷ đô la Mỹ của vị tỷ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani. Sau 2 năm ra mắt, Joe đã quy tụ hơn 250 triệu người dùng. Mọi chiếc điện thoại ở Ấn Độ sẽ đều hỗ trợ 4G và mọi khách hàng đều có quyền truy cập kết nối 4G. Chúng tôi cam kết sẽ kết nối tất cả mọi người, mọi thứ ở mọi nơi. Ấn Độ đã liên tục chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ về số người truy cập internet, ước tính đến năm 2025, số lượng người dùng sẽ vượt ngưỡng 850 triệu người theo số liệu từ cơ quan quản lý viễn thông nước này. Người dân Ấn Độ đã sử dụng hơn 1/5 dữ liệu di động toàn thế giới tính từ tháng 4 đến tháng 6 năm ngoái. Chính sự phát triển của Internet cũng đã mở ra sân chơi đầy cạnh tranh cho các hãng điện thoại lớn tại thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới này. Nếu như Samsung từng tuyên bố về nhà máy di động lớn nhất thế giới tại New Delhi, thì Xiaomi đã tức tốc tăng công suất gấp 3 lần. Không chỉ vậy, Internet còn ươm mầm cho những công ty công nghệ khởi nghiệp được định giá hàng tỷ đô la tại đây. Đó là Ola với dịch vụ đi chung xe tại 110 thành phố của Ấn Độ, hay Flipkart với 40% thị phần dịch vụ bán lẻ trực tuyến, và Paytm, công ty thanh toán kỹ thuật số hàng đầu của Ấn Độ, đạt hơn 300 triệu người dùng trong 8 năm. Chúng tôi là những công ty sinh ra trong thời đại Internet. Tôi nghĩ rằng Internet sẽ trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế và xã hội của đất nước này và tất nhiên hàng trăm triệu người dân Ấn Độ sở hữu điện thoại thông minh cũng có thể tha hồ lựa chọn giữa các đại gia kỹ thuật số. Amazon đã chi ít nhất 5 tỷ đô la để mở rộng hoạt động kinh doanh và giới thiệu ứng dụng mua sắm trực tuyến bằng tiếng Hindi. Netflix đã phát hành hàng loạt phim gốc đầu tiên của Ấn Độ. Những ứng dụng đình đám như Tinder hay WhatsApp cũng thi nhau bước chân vào đây. Câu chuyện công nghệ phủ bóng tại Ấn Độ cũng là điển hình tại những nền kinh tế mới nổi khác như Trung Quốc, Philippines, Brazil. Tính đến năm 2017, có tới 2,1 tỷ người dùng Internet sống tại các thị trường mới nổi. Và trong 3 năm tới, con số này sẽ gấp 3 lần số người dùng tại các thị trường phát triển. Ước tính trong 4 năm nữa, tổng giá trị chi tiêu liên quan đến kỹ thuật số tại các thị trường mới nổi sẽ đạt gần 4.000 tỷ đô la.